Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý vị an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay chúng ta học, ngày hôm nay chúng ta học hai bài, đó là bài kinh Trạm Xe số 24 và bài kinh Đại Kinh Khu Rừng Sừng Bò số 32. Nội dung bài kinh Trạm Xe để mang tính chuyên sâu hơn, cho nên để học sâu. Nay giờ đầu chúng ta học cái bài kinh Khu Rừng Sừng Bò, dễ thương hơn, dễ học hơn hôm trước. Cho nên cứ mỗi buổi học vậy là sẽ có một bài học tương đối dễ và một bài cũng phải khó khó một chút. Cho nên chúng ta chọn bài dễ học trước. Bài dễ học trước là bài Đại Kinh Khu Rừng Sừng Bò. Thưa quý vị, Đại Kinh như cái bài giới thiệu tổng quan đã giới thiệu, sở dĩ đại gọi là chi tiết, nội dung có thể phức tạp hơn so với một cái bài kinh có thể cùng một địa điểm, có thể cái nội dung nó gần giống. Ví dụ như bài Tiểu Kinh Khu Rừng Sừng Bò số 31 thì bài kinh này á kể về ba vị tôn giả sống chung với nhau, đó là ngài Anuruddha, ngài Kimbila và Nandiya. Thì chúng ta không có học bài kinh này, nhưng mà sư giới thiệu trong cái bài tổng quan, rồi cũng hôm nay giới thiệu một chút thoáng như nữa để quý vị về cũng chịu khó đọc lại. Bài kinh rất là dễ thương thưa quý vị, nhất là đời sống tăng già. Và đối với cư sĩ tại gia cũng vậy, cư sĩ tại gia cũng nên học hỏi các bài kinh này. Bởi vì sư thấy nhiều gia đình Phật tử cũng sống rất là hạnh phúc. Tuy ở nhân gian mình thông thường mình nói cõi ta bà là khổ đau, nhưng mà nếu chúng ta biết khéo sống thì cũng hạnh phúc lắm thưa quý vị. Cho nên cái cách sống của chư Tăng trong thời Đức Phật còn tại thế, mà sư nghĩ rằng ở một số nơi cho tới bây giờ cũng vậy, cũng sống rất là hạnh phúc. Như là tăng đoàn của ngài Nhất Hạnh đấy, sống rất là có sự đùm bọc, yêu thương lẫn nhau và chế tác được cái năng lượng hạnh phúc bởi vì biết sống. Còn đôi khi chúng ta không biết sống nhau, cho nên chúng ta tạo nên sự khổ đau cho nhau. Cho nên ở tại chùa chúng ta cũng tạo khổ đau cho nhau nhiều lắm thưa quý vị. Cho nên nhiều khi ta nghĩ rằng ở đời là nhiều cái khổ đau rồi, nên vô chùa sống được an vui, hạnh phúc. Nhưng vô chùa không biết cách sống ấy, cũng tạo nên khổ đau. Cuối cùng Phật tử, cái người xuất gia không biết đi về đâu, hết lối thoát. Trong khi đó cái ngôi chùa là cái lối thoát thật sự, mà mình không tự tạo ra lối thoát thì không biết đi về đâu nữa. Đó là một cái thực trạng của chùa chiền của chúng ta ngày nay. Điều này đáng lẽ là chỉ nói trong tăng đoàn thôi, nhưng mà quý Phật tử có lẽ cũng là người có trí, cho nên nói ra thì cũng không có vấn đề gì, thì quý vị cũng có khả năng thẩm sát, thấy được cái thực trạng, chứ không phải là do chư Tăng không nói mà quý vị không biết. Hoặc là quý vị đến chùa tiếp cận một vị thầy, không nhất thiết ở chung đâu, tiếp cận một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ, một buổi, mà tự nhiên mình thấy nó an vui, mình muốn đến nữa. Còn nhiều chùa mình đến một lần thôi, đến tịnh xá cũng vậy thôi. Đây sư nói chùa là khái niệm chung, chứ không phải là chỉ cho cái truyền thống Bát Tông. Quý Phật tử phải hiểu trong trường hợp này, tịnh xá cũng vậy thôi,
Nhiều tỉnh xá là cả cuộc đời của một thầy một trò, thậm chí không có trò nào là biết cái trong cái phương diện độ sanh đó bị hạn chế. Hạn chế đó do gọi là quyến thuộc nhân duyên không có, không tạo ra từ kiếp trước, mà trong kiếp này còn không nỗ lực nữa. Mà chúng ta hay đổ vào cái nghiệp, chỗ thừa nghiệp, chứ cần do cái yếu tố hiện tại nó quyết định là 95%, còn yếu tố quá khứ 5-10% thôi. Nhiều khi Phật tử đến chùa đông lắm nhưng đến thời gian không ai đến nữa hết. Đến nói gì đâu, không à, nói thị phi, chuyện thời sự. Dĩ nhiên chúng ta người học Phật trong thời đại này thì chúng ta cái mọi thứ biết một chút thì cũng được. Biết về thời sự Biển Đông, lãnh thổ lãnh hải chúng ta, biết về thời sự quốc tế một chút, biết về thời sự đất trong nước một chút cũng được, nhưng đừng có quá đậm đặc. Nhiều người suốt một buổi đàm đạo không nói gì chuyện đạo lý hết, mà nói toàn cái chuyện thế sự không, là biết rằng là hơi lệch. Cho nên cái nếp sống mà chư tăng hay là chư ni sống mà an vui hạnh phúc, đàm luận nhau trong Phật pháp thì tạo nên cái niềm vui trong cái cuộc sống tu hành, sống nó cái ý nghĩa bớt khổ đâu đi. Thì bài tiểu kinh khu rừng sừng bò số 31 là một cái bài kinh tiêu biểu về ba vị tỳ khưu đồng đến một cái trú xứ ở chỗ đó gọi là cái khu rừng Gosinga, mà dịch sang tiếng Việt chúng ta là rừng sừng bò. Cho nên chúng ta học cái bài bài kinh khu rừng, đại kinh khu rừng sừng bò trước. Thì cái bài kinh tiểu kinh khu rừng sừng bò kể lại cái cuộc sống của ba vị tỳ khưu trong một giai đoạn thôi, và ba vị đó đã có cái duyên gặp Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn rất đặc biệt thưa quý vị, Đức Thế Tôn đến viếng thăm ba vị này mà không có báo trước. Mai mốt quý vị cũng vậy, đi đâu rồi cũng có khi cũng cần báo trước, nhưng mà có khi cũng không nhất thiết phải báo trước làm cái gì, cứ đến tự nhiên. Và cho nên Đức Thích sự hiện diện Đức Tôn đến, mà cái người mà giữ vườn cái khu rừng này, ta không biết Thế Tôn là ai, ta cản lại ta không cho vô, ta cản lại ta không cho vô. Thấy Đức Phật hay không? Cái lúc bây giờ Đức Thế Tôn mới lên tiếng, thì trong đó là cái ba vị, trong đó có ba vị tỳ khưu sống chung nghe, cái người giữ vườn lên tiếng cản lại, nói là ông không nên vào cái khu vườn rừng này. Cái khu này là có ba vị tỳ khưu sống luyến ái với tự ngã, cho rằng là ba vị tỳ kheo này sống luyến ái với tự ngã, tức là theo cách nhìn của cái người giữ vườn ấy, cho rằng là cái vị này là thích sống với một cách sống một mình, mà cái cách dùng từ của cái người giữ vườn gọi là cách sống luyến ái với tự ngã. Thì nghe cái người giữ vườn cản Đức Thế Tôn là đừng, thì cái tôn giả Anuruddha biết được Đức Thế Tôn đã đến và bảo rằng đó là đạo sư của chúng tôi. Cho nên thờ Phật chứ không phải ai cũng gặp Phật là biết Đức Phật đâu thưa quý vị. Mặc dù Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, trang nghiêm, công đức thù thắng vô lượng vậy, nhưng không phải ai cũng có duyên gặp Phật là nhận ra Phật đâu. Cho nên quý vị thấy gặp Phật mà đôi khi như không gặp. Còn quý vị bây giờ thì có đôi khi không gặp chứ mà gặp. Bởi vì Đức Phật đã từng tuyên bố rằng ai hành trì pháp hay là ai thấy lý duyên khởi, tức là thấy được Như Lai. Quý vị thấy được cái đạo lý duyên khởi, duyên sinh, mọi sự vật lệ thuộc lẫn nhau và cùng nhau nó tồn tại, cùng nhau phát triển. Nên lớp học chúng ta đây cũng vậy, muốn phát triển thì cũng phải cùng nhau ha. Thấy quý huynh đệ trong lớp rất là quan tâm, thương yêu lẫn nhau, soạn bài để nhau học cũng là một cái quý, cái điều đó là đáng khen. Đang học tập như vậy rất đáng khen. Nhưng mà quý huynh đệ cũng được ý lại hoàn toàn vào cái việc soạn bài của ban học tập. Nếu chúng ta cứ ý lại trong một thời gian dài, chúng ta sẽ mất đi cái khả năng tư duy, mất đi cái khả năng soạn bài. Chỉ còn dĩ nhiên trong khi mà chúng ta gấp gáp, không có thời gian, hoặc là chúng ta chưa có định hình được, thì nhờ bạn bè rất tốt. Và cái điều đó rất đáng
tán dương cái tinh thần hỗ trợ của ban học tập. Nhờ vậy huynh đệ mình được vượt qua ải, chứ bằng không mình trong một mớ tư liệu như thế này rồi ngồi đó mà chắc lọc gọi lại cho quý vị biết cái gì học thì cũng hơi khó đó. Nhưng mà cũng xin lưu ý đừng có ý lại hoàn toàn vậy thôi, chứ sư Hoàng thì cũng không có buộc là không ban học tập giải tán đi cũng được, ban học tập tiếp tục làm. Nhưng mà quý huynh đệ tăng ni và học viên cũng phải tự ý thức, tự soạn lại nữa, gia cố thêm, gia cố thêm bằng những cái ý tưởng riêng của mình, bằng ngôn ngữ của chính mình. Thì thưa quý vị, trở lại bài học chúng ta là Đại Kinh Khu Rừng Sườn Bò. Nội dung này nói đến 6 vị trưởng lão Tôn Túc Tỳ Khu lúc bấy giờ, toàn là những bậc thượng thủ trong giáo pháp thôi. Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Anuruddha, Ngài Revata, Ngài Ananda và Ngài Đà Ca Diếp. Nên 6 vị thượng thủ có thể được xem như là những bậc thượng thủ trong tăng đoàn. Trong đó có 10 vị, nếu mà 10 vị đại đệ tử Đức Phật thì trong đây hết đã là 5 rồi. Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Đà Ca Diếp, Ngài Anuruddha, Ana Luật và Ngài Ananda. Nhưng mà nếu tính luôn 80 vị đại đệ tử của Đức Phật lớn, Đức Phật ngoài có 10 vị đệ tử, còn có 80 vị đệ tử, mỗi vị có mỗi công hạnh riêng, thì có Ngài Revata nữa, được xem là thiền định đệ nhất. Trong tăng đoàn có nhiều vị đệ nhất mà các vị chỉ liệt kê 10 vị là tiêu biểu nhất thì nên thường xứng đáng thôi, còn là 70 vị khác nữa thì gồm 80. Ví dụ như Ngài Revata này, tức là mình phiên âm thành Ly Bà Đa thưa quý vị, là thiền định đệ nhất. Hoặc là trưởng lão Kiều Trần Như được xem là trưởng lão đệ nhất, tức là vị lớn tuổi đi đầu trong tăng đoàn xét về Hạ Lạp. Hoặc là Ngài Uruvala Kassapa, tức là Ngài U Lâu Tần Loa Ca Diếp, được xem là quảng chúng đệ nhất, tức là mỗi vị có mỗi hạnh nữa. Thì Ngài Revata này nếu mà xét trong là 80 vị đệ tử lớn Đức Phật thì cũng là một trong 80 vị. Nên 6 huynh đệ cùng ngồi lại để chia sẻ cái quan điểm của mình, làm như thế nào là một vị tỳ khưu được gọi là lý tưởng. Mà trong cái bản kinh văn này nói rằng vị tỳ khưu ấy là chói sáng cái khu rừng vô sinh ga. Hay nói cách khác hơn là thế nào là một vị tỳ khưu lý tưởng theo cách nhìn của mỗi vị. Thì mỗi vị trình bày cái nhận thức riêng của mình. Qua đó chúng ta thấy rằng cái nhận thức riêng của các vị A-la-hán đã là nhận thức thì không nhất thiết là giống nhau hoàn toàn. Do cái nhận thức khác nhau và cái công hạnh khác nhau cho nên mỗi vị có mỗi cái hạnh khác nhau mà. Cho nên chúng ta đừng có bắt ai giống ai. Người thì giỏi khoa học tự nhiên, người giỏi khoa học xã hội. Tự nhiên thì trong có toán, có lý, có hóa, có sinh gì đó. Không? Người khoa học xã hội, người giỏi về sử, người văn, người địa gì đó, nó khác nhau. Ngôn ngữ gì cũng không nhất thiết giống nhau. Người giỏi nghe tiếng Anh, người giỏi tiếng Hoa, người giỏi tiếng Pháp, tiếng Đức. Nhiều khi chúng ta nhiều kiếp ở Đức rồi nên giờ chúng ta học tiếng Đức nó dễ dàng. Hoặc là chúng ta học nhiều kiếp ở, chúng ta đã tiếp cận với cái người Anh rồi cho nên giờ chúng ta học tiếng Anh dễ dàng. Nhiều thầy cô học tiếng Hoa nhanh lắm, học đâu năm là nói rành à, đọc dịch được luôn à. Bởi vì chắc chắn có lẽ nhiều kiếp chúng ta, trong nhiều kiếp quá khứ chúng ta là những người thông thái tiếng Hán cổ. Việt Nam chúng ta là cả ngàn năm bắt thuộc mà, chưa nói tới thời kỳ mà giành độc lập, cái kỷ nguyên độc lập của độc lập tự chủ, chúng ta vẫn bị lệ thuộc cái ngôn ngữ mà văn bản cũng là ngôn ngữ của Trung Hoa. Chứ ngôn ngữ chữ Nôm là được sử dụng trong quần chúng và trong một vài tác phẩm của các thiền sư và sau này mới được phổ biến thôi. Cho nên cái điều này nó thuộc về chủng nghiệp. Như vậy thì qua cái bài Đại Kinh Khu Rừng Sườn Bò này,
chúng ta thấy được cái quan điểm của Đức Phật. Từ sáu vị này cuối cùng trình lên Đức Phật. Đức Phật để xác minh thế nào là một vị tỳ khưu lý tưởng. Trên học kinh Điển Nikaya thưa quý vị, nó sát với cái thực tế, cái bối cảnh sống bây giờ lắm. Cho nên chúng ta mà có điều kiện đọc hết kinh Điển Nikaya là chúng ta sẽ thấy được cái bức tranh của tăng đoàn của Đức Phật một cách rất là rõ ràng. Lòng trong cái khung cảnh là bối cảnh xã hội Ấn Độ với các cái truyền thống tôn giáo. Ví dụ kinh Trung Bộ Kinh này nè, mà chúng ta mà học, mà nếu chúng ta chọn ra những cuộc đối thoại Đức Phật đối với ngoại đạo cả mấy chục bài và qua đó chúng ta biết được cái quan điểm ngoại đạo rất là rõ ràng, cách sống của tăng đoàn Đức Phật ra sao rất đẹp thưa quý vị. Cho nên hôm nay chúng ta có cơ hội tiếp cận bài kinh này dễ học trước, bài kinh Thất Xa hay là kinh Trạm Xe đó, bài kinh Trạm Xe số 24 mà trong Trung Hoa Hào gọi là kinh Thất Xa, tức là bảy trạm xe. Bài đó thì có nội dung triết lý phức tạp hơn và cũng có thể một cái góc nghĩa nào đó giống như nó uyên áo á, thì chúng ta dành thời gian học cái bài hai tiết sau cho cái bài kinh Trạm Xe. Bây giờ chúng ta đi vào cái kinh văn để chúng ta có cái cơ hội thẩm thấu từng từng ý tưởng lẫn cái ngôn ngữ hành văn xưa. Kính thưa đại chúng, như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở tại khu vườn trong rừng Goshinga, có nhiều cây ta la cùng với một số đông thượng tọa đệ tử nổi tiếng như tôn giả Sariputta tức là Xá Lợi Phất, tôn giả Maha Moggallana đại bộc Kiền Liên, tôn giả Maha Kassapa đại ca diếp, tôn giả Anuruddha Ana Luật Đà, tôn giả Revata Li Bà Đa, tôn giả Nanda Anan cùng với một số thượng tọa đệ tử nổi tiếng khác. Rồi tôn giả Maha Moggallana vào buổi chiều sau khi tham thiền đứng dậy. Quý vị thấy những cái này là nó qua đó là nó mô tả được cái cuộc sống rồi. Và buổi chiều phải dành thời gian, chúng ta chưa dành thời gian được thì chúng ta hãy biết rằng là chúng ta còn hạn chế. Sư Hoàng luôn luôn lấy cái tấm gương lớn trong kinh văn để tự soi mình. Mình làm chưa được là biết mình chưa làm chưa được. Vậy đó, chứ các thầy ngày xưa là buổi chiều ở trong các thiền môn, là buổi chiều phải tu tập thiền định. Tu tập thiền định, mà tu tập thiền định nó có khả năng chuyển hóa cái tế bào, nó có khả năng làm định trụ cái tâm thức chúng ta lại và có khả năng phát triển cái tuệ giác. Cho nên cái phương pháp tu thiền là phương pháp mà quá khứ, vị lai, hiện tại, đông tây không có lỗi thời, thưa quý vị, không lỗi thời. Nhiều người nói rằng là không phù hợp với căn tánh, chứ cái pháp môn này là mới phù hợp với căn tánh tất cả. Nhưng vấn đề là sâu cạn khác nhau thôi. Pháp môn này là tu sĩ chúng ta nên học. Quý vị có thể tham khảo Tịnh Độ, quý vị có thể tham khảo Mật Tông gì đó, quý vị tham khảo. Nhưng mà cái pháp môn tu tập tham thiền nhập định, phát triển tự giác là phải học tới nơi tới chốn. Cho nên vào buổi chiều sau khi tham thiền, rồi các vị đứng dậy, rồi bộ đoàn đứng dậy, thì đi đến chỗ tôn giả Mahakassapa ở. Sau khi đến bèn nói với tôn giả Mahakassapa: hiền giả Kassapa, chúng ta hãy đến chỗ tôn giả Sariputta để nghe pháp. Các vị đáp: thưa vâng, hiền giả. Tôn giả Mahakassapa vâng đáp tôn giả Maha Moggallana. Rồi tôn giả Maha Moggallana, tôn giả Mahakassapa và tôn giả Anuruddha đi đến chỗ tôn giả Sariputta để nghe pháp. Quý vị thấy không, thời đó là các vị đã chứng qua A-la-hán hết rồi. Ngày một Kiền Liên là sau một tuần đó, chưa tu tập đã chứng qua A-la-hán rồi. Ngày Xá Lợi Phất thì được mệnh danh là tướng quân chánh pháp trí tuệ đệ nhất, nhưng mà về cái lộ trình tu chứng nó chậm hơn ngày một Kiền Liên, phải mất nửa tháng. Cho nên quý vị cũng đừng có phân biệt người này theo mâu đất và người lâu đất do cái ba la mật của mỗi người.
Trong cái trường hợp này, ngày một liên quý vị thấy tuy không phải là trí tuệ đệ nhất, nhưng mà nếu mà so với cái trí tuệ là thua ngài Xá Lợi Phất một phần nào đó, nhưng mà cái quả vị tu chứng là đến sớm hơn ngài Xá Lợi Phất đó. Các vị lúc bây giờ là chứng quả A La Hán hết rồi mà vẫn đi nghe pháp, vậy thì chúng ta là ai? Có cần nên nghe pháp không? Như vậy nói rằng là con học thông hết rồi, xong cái rồi ví dụ sư mở một cái khóa tu, nói rằng cái lớp trình độ con tu nó vượt lên trên đó rồi, tu tứ niệm xứ xong rồi, cho nên không có tu nữa. Đó là câu nó có thật đó. Cho rằng là lớp con là tu thiền tứ niệm xứ xong rồi, nếu mà xong rồi chứng đắc quả A La Hán rồi, đúng không? Cho nên thôi, lớp con không có đi nghiệp pháp. Tạ quý vị thấy không? Trong khi đây các vị nè, A-la-hán hết á, là bậc đại A-la-hán chứ không phải thường. Đồng bọn là bậc đại A-la-hán nhưng mà vẫn đến nghiệp pháp. Đã quý vị thấy tinh thần học pháp. Chứ phải nói rằng không, học pháp nhưng đã đủ rồi. Học nhất là xong khoa đào tạo từ xa cử nhân rồi, có gì đâu nữa mà học. Có gì không? Nói con là tốt nghiệp cử nhân Phật học rồi. Dạ. Rồi nhiều vị là tự cho mình là có khả năng đảm nhiệm vai trò pháp sư. Nói chứ quý vị phải lưu ý chỗ này chứ nguy lắm á. Pháp sư á, quý vị cứ nghĩ rằng là dễ, không dễ đâu. Giảng văn học, văn chương về văn hóa, lịch sử, địa lý, toán học, quý vị giảng tới thạc sĩ, sư nghĩ rằng là cũng không phải dễ, nhưng mà dễ nếu quý vị chịu học. Mà giảng Phật pháp á, lạng hoạng là nó sai mấy cái lỗi nhân quả, bởi vì khổ nổi cái tâm chứng mình là chưa tới, cái mình đại ngôn mình nói quá lời, nó rơi vào cái lỗi giọng ngữ, và có thể nó khiến người ta rơi vào cái tà kiến. Quý vị, tà kiến là khiến cho chúng sinh đọa lạc vào các cõi dữ nhiều đời. Mình đã bị hại rồi mà khiến người khác bị hại nữa thì nó nguy lắm. Cho nên là thà như sư đây thì sư cũng không có chuyện mà phải thích thú đi giảng pháp rồi đưa lên video đồ, sư cũng không ngại lắm. Không biết rằng là nó có mình có đúng như trơn chưa, đúng chánh pháp của Phật chưa, sự phước được bao nhiêu mà sợ gây cái họa. Cho nên nhiều thầy cô giảng dạy ở khoa từ xa này cẩn trọng lắm. Thầy Nguyễn Như Phương á, Huỳnh Như Phương mời dạy khoa đào tạo từ xa thâu bài, thầy nói giảng không mà thôi chứ không có cho thâu, thầy ngại. Mà thầy đó là ông chuẩn mực về ngôn ngữ lắm thưa quý vị, ông giảng thuyết rất là tốt, làm giáo sư mà, giáo sư tiến sĩ nhiều năm, nhưng mà mời giảng thầy chưa giảng, thầy nói giảng thì được nhưng mà không có thâu, giảng từ xa mà không thâu thôi làm gì giờ, cuối cùng thôi đâu có mà thầy giảng được. Cho nên mời tổ Phước Đạt giảng môn văn học Việt Nam. Chú quý sư là cũng chọn thầy dữ lắm đó, cũng cân nhắc trong cái việc giảng sư để giúp cho quý Phật tử mỗi lần đến lớp không có tốn công chứ, hoặc là nghe pháp thoại, nghe lời giảng các thầy cũng nó có chất lượng hơn chứ. Ví dụ vậy, tại thầy Phước Đạt thì giảng nhiều quá, đối chúng ta gặp đi gặp lại tới mấy lần, nghĩ rằng là mời thầy Huỳnh Như Phương, nhưng mà cuối cùng thầy từ chối. Giảng thì giảng đó, nhưng mà ai nghe chứ mà không được thâu bài. Đó, cũng hơi khó khăn đó. Chẳng phải quý vị cứ nghĩ rằng là ở trường mình nó dễ, cái gì cũng sắp đạt được đâu. Không phải cái gì cũng sắp đạt được đâu. Cứ vào đi học thứ bảy chủ nhật này là cũng phải mời giảng sư qua, mà mời xuống lại 2-3 lần mới sắp được cái ngày thứ bảy chủ nhật. Ngày chủ nhật, thứ bảy chủ nhật là các đạo tràng tu, các thầy được mời đi giảng pháp. Đó, cho nên các thầy cũng làm nỗ lực lắm á, chứ không phải là làm sơ xịa mà một hai ngày học được yên ổn đủ hết 8 tiết được đâu.
trở lại vấn đề chúng ta lúc bấy giờ, ngài Mokkhalana tức là ngài Đại Mục Kiền Liên mời tôn giả Đại Ca Diếp, sau đó chắc là có ngài Anuruddha gần đó nữa mời luôn, mời Anuruddha tôn giả đến ngài Sariputta nghe pháp, sư huynh nghe. Thì lúc bấy giờ tôn giả Maha Mokkhalana, tôn giả Maha Kassapa và tôn giả Anuruddha đi đến chỗ tôn giả Sariputta rồi, thì tôn giả Ananda thấy tôn giả Maha Mokkhalana rồi tôn giả Kassapa, tôn giả Anuruddha đi đến chỗ tôn giả Sariputta nghe pháp, rồi sau khi thấy vậy cũng liền đi đến chỗ của tôn giả Revata Lipada, vị này là chuyên tu thiền định, ai làm gì làm, ai giảng pháp gì giảng, ai làm Phật sự như ngài, chuyên tu ngài có cái hạnh tu tập thiền định mà. Nhưng mà thấy tôn giả Ananda rủ đến tôn giả chỗ tôn giả Sariputta nghe pháp cũng đi, nên ngài mới nói này hiền giả Revata, các bậc thượng nhân như vậy, tức là như những vật vừa nêu, đã đến chỗ tôn giả Sariputta để nghe pháp. Này hiền giả Revata, chúng ta hãy đến chỗ tôn giả Sariputta để nghe pháp. À, quý huynh đệ mà sau này dù có lớn tới đâu nữa mà thấy chỗ nào có bậc tôn túc giảng pháp, mình tới mình cũng tham kiến, học hỏi, nghe pháp mà với tâm cung kính. Được như vậy là chúng ta cũng tu giỏi đó. Chứ thông thường là chúng ta có cái địa vị chừng nào thì cái bản ngã chúng ta đã leo thang chừng đó. Cứ tuổi chúng ta lớn chừng nào thì bản ngã kiêu mạn chúng ta đã tăng trưởng theo chừng đó. Cho nên chúng ta có địa vị, có tài sản, có quyền thế, có học hàm, thì cái bản ngã chúng ta nó lớn dần ra. Thay vì tu là bản ngã nó nhỏ lại, và cái bản ngã mình mất đi, nó hòa chung với pháp giới bao la này vô ngã. Nhưng mà chúng ta không khéo tu thì bản ngã nó tăng trưởng. Đó, quý tăng ni huynh đệ chúng ta phải lưu ý với làm trụ trì. Sở dĩ nói là một trong cái cũng lấy nạn á, đôi khi là bởi vì chúng ta không có biết kiểm soát thôi. Chứ nếu mà trụ trì vì cái nguyện để đến với đời thì đó là một cái công đức thù thắng vô lượng vô biên chứ. Nhưng đôi khi Phật cũng quở những người trụ trì, cũng đôi khi không khéo là cái nạn. Nạn là vua quan, nạn làm vua, nạn làm quan đại thần, trong đó có cái nạn làm trụ trì nữa, và trong đó có cái nạn làm gái đẹp nữa. Gái đẹp quá làm cho gia đình người ta tan nhà cửa nát. À, cho nên cũng một vấn đề đó, nhưng mà tùy vào cái tâm nguyện chúng ta. Nếu chúng ta với cái bản nguyện để cống hiến cúng dường, để tiếp chúng độ sanh, làm các Phật sự để viên mãn ba la mật của mình, thì đó đâu có tội gì, không phải là nạn mà nó là phước. Còn nếu mà chúng ta để cái bản ngã nó leo thang với thời gian, năm tháng, địa vị, bằng cấp, chỗ đứng của chúng ta, thì đó là cái nạn đó, nạn thiệt đó. Cho nên Phật giáo chúng ta thì nó vẫn phải có tổ chức hệ thống hành chánh nha, quý huynh đệ phải lưu ý chỗ này. Nhưng mà trong cái đạo tình chúng ta phải thoát khỏi cái sự vướng bận này. Đôi khi cái gì nhỏ xíu mới lên tiền khu 5-7 năm, nhưng mà do có một chút năng lực được mời lên làm chánh thư ký gì đó ha, của một ban trị sự quận huyện, cái rồi mình ngồi lên trên, rồi mà các bậc tôn túc trưởng lão mình không có mời, mình không thính, đi cúng trai tang đâu có liên hệ gì chức vụ đó, mà mình đã giới thiệu toàn chức vụ thiệt to, mà mình sao không tính theo Hạ Lạp Bồ Tát trai tang là phải tính theo cái Hạ Lạp ngồi chứ, cái túi đạo chứ. Cho nên quý huynh đệ tăng này chúng ta phải lưu ý điểm này, hành đạo phải thuận theo thời duyên, còn phải cơ cấu tổ chức giáo hội để nó ổn, nhưng chúng ta phải giữ được cái đạo tình này, và chúng ta không phải vướng kẹt trong cái địa vị, trong chức sách của mình, thì chúng ta mới tạm gọi là tu. Chỉ như ai cũng tu đó, giờ ai cũng tu, nhưng mà tu trong mọi hoàn cảnh, trong mọi trường hợp. Trong trường hợp này quý huynh đệ tăng ni chúng ta phải lưu ý điểm này.
Thì như vậy thì cái hội chúng đến nghe pháp, chúng ta điểm danh được là 5 vị tôn túc trong hội chúng này, cộng thêm ngài Sariputta là 6. Cuộc hội thoại, cái cuộc này là cuộc hội thoại diễn ra như thế nào? Tôn giả Revata văn đáp tôn giả Nanda, rồi tôn giả Revata, rồi như đây nó mô tả văn này văn tường thuật, văn ngày xưa là văn tường thuật, văn đại thừa sau này á là cũng tường thuật mà thừa sẽ gián tiếp rồi lược lại, còn có thể văn trong Nikaya là thể văn tường thuật trực tiếp, cho nên nó ghi lại đầy đủ. Thì lúc bấy giờ tôn giả Sariputta, tức là Xá Lợi Phất thấy tôn giả Revata, tôn giả Nanda từ xa đi đến, sau khi thấy bèn nói với tôn giả Nanda: tôn giả Nanda hãy đến đây, thiện lai tức là lành thay đã đến, thiện là lành, lai là đến, tức lành thay đã đến. Tôn giả Nanda, vị thị giả Thế Tôn, vị hầu cận Thế Tôn. Như vậy thì biết những cái bài kinh này nó diễn ra khoảng là 25 năm sau giai đoạn Đức Phật, tức là 25 năm cuối, tức là lúc bây giờ tôn giả Nanda là thị giả Đức Tôn rồi. Chứ còn ở trong giai đoạn đầu Đức Thế Tôn, thưa quý vị, không tìm ra một người đệ tử ưng ý, thậm chí ông Sa Di Chunda, ông hầu cận Đức Phật mà đương đi giữa đường, ông bỏ bác Đức Phật giữa đường á. Mình bây giờ gặp Đức Phật chắc mình mừng, mình quấn lên ha, mừng quấn lên. Nhưng mà ông Sa Di Chunda này, ông theo hầu cận Đức Phật, ông đương đi giữa đường, hai thầy trò ăn cơm rồi, thợ trai rồi, đi thầy đi đường này, ông nói ông thích đi đường đó, đi đường này à. Ông bỏ bác Đức Phật giữa đường á, rồi Đức Phật quay lại lấy bác của mình nhặt lên rồi đi tiếp. Chứ không phải là ai cũng là dễ hóa độ đâu, cho nên trong kinh nói là chúng sinh can cường là đúng thiệt. Mà thấy Đức Phật cũng khuyên vậy, nói này này Chunda hay đi đường này, nhưng mà ông không chịu rồi ông bỏ bác Đức Phật giữa đường vậy thôi. Cái Đức Phật quay lại lấy bác rồi để đi tiếp chuyện của mình thôi. Đôi khi mình nghĩ cuộc đời mình cũng phải học hạnh này, không cái gì thuận theo ý mình được hết đâu. Đức Thế Tôn mà còn chưa giải quyết được cái chuyện đệ tử, nó không thuận theo ý mình mà. Đức Thế Tôn đó, mặc dù Đức Thế Tôn là oai đức vô lượng, nhưng mà cái này đã chưa cái gì ngỗ nghịch thì nó cũng không có sao thôi. Thì ông chuyện của ông thì ông theo cái vận nghiệp của ông. Thì như vậy thì tôn giả Sariputta mới tán thán: tôn giả Nanda, vị thị giả Thế Tôn, vị hầu cận Thế Tôn, này hiền giả Nanda, khả ái thay khu rừng Gosinga, đêm rằm sáng trăng. Các vị cũng tả cảnh ha, đẹp ha, đêm rằm sáng trăng, cây ta la trổ hoa cùng khắp đây, tả cảnh với gì nữa. Cho nên văn học đây là cái nền văn học Phật giáo của Nikaya là thấy rõ lắm, ở đâu là tả cảnh, tả núi non sông nước hữu tình. Những kinh Tiểu Nguyệt đó cũng vậy, cũng tả trăng rằm sáng trăng, cho nên lấy cái mặt trăng tròn đó đặt tên bài kinh đó. Cây ta la trổ hoa cùng khắp, hương trời như được tỏa rộng khắp nơi, này hiền giả Ananda, hạng tỷ kheo nào có thể làm chói sáng khu rừng gỗ sinh gà. Chói sáng này ta nói nó cái lý tưởng á, chứ không phải là phóng hào quang sẹt sẹt ngang, chứ không phải đem đèn vô để xung quanh mình nên làm nó sáng ra. Cho nên là hạng tỷ kheo nào làm chói sáng khu rừng, tức là hạng tỷ kheo nào mà gọi là cái lý tưởng nhất, mà ta dùng cái hình ảnh văn học gọi là chói sáng khu rừng. Chúng ta phải hiểu nghĩa của cái câu này, chứ không phải vị tỷ kheo nào chói sáng, nói cái ông vị tỷ kheo nào phóng hào quang ra nhiều chừng nào là chói sáng, không phải vậy. Ở đây này hiền giả Sariputta, tôn giả Sariputta, tôn giả Ananda phát biểu trước, tôn giả Ananda phát biểu trước do Sariputta hỏi, cho nên tôn giả Ananda trả lời trước. Ở đây này hiền giả Sariputta, lúc đầu tiên ai cũng gọi hiền giả với nhau, nhưng
Nhưng mà sau cái trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Đức Phật mới chế theo định, chế theo luật. Ai mà tuổi hạ trước gọi là tôn giả, ai tuổi hạ nhỏ hơn gọi là hiền giả. Trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì Đức Phật mới chế luật này. Còn ở giai đoạn đầu là cứ gọi nhau hiền giả hết á, cho nó thân thiện. Chỉ hiền á là bậc hiền mà, bậc hiền bậc thánh. Nên này hiền giả Sariputta, tỷ kheo nghe nhiều, giữ gìn điều đã nghe, tích tụ điều đã nghe, những pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa cụ túc, nói lên phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh. Những pháp ấy được vị ấy nghe nhiều và gìn giữ kỹ, được lặp lại lớn tiếng, được ý tư duy, được tri kiến khéo quan sát. Vị ấy thuyết pháp cho bốn hội chúng với văn cú viên dung, lưu loát, với mục đích đoạn trừ mọi tùy miên. Này hiền giả Sariputta, hạng tỳ kheo này có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga. Nào quý vị thấy không, cái quan điểm cá nhân của Ngài Ananda được trình bày theo cách nhìn của Ngài. Ngài cho rằng đó là cái lý tưởng ở một vị tỳ khưu lý tưởng. Mà đây là cái công hạnh cả đời Ngài trong hiện kiếp và trong nhiều kiếp quá khứ. Cho nên Ngài phát biểu cái quan điểm cá nhân, cho nên về thời đại này mà ai thích tu thiền, nói là ngon cũng thích tu thiền thì cũng chịu. Nói ai thích giữ giới, trọn đời giữ luật cũng tốt. Chứ không phải là ai cũng làm được hết những hạnh như Đức Phật chánh đẳng giác đâu. Cho nên trong trường hợp này Ngài Ananda, Ngài phát biểu theo cái sở kiến của Ngài, của một bậc đa văn thánh đệ tử, gọi là những tỷ kheo nghe nhiều. Như quý vị đây cái cũng là nghe nhiều đó. Cái nghe nhiều không? Nghe một pháp thoại các thầy giảng ở lớp mấy lần để đi thi? Nếu mà tất cả đều 3 lần hết thì nhiều đó. Sự hy vọng mà tất cả các bài giảng nghe hết một lần thôi cũng mừng rồi. Tất cả các bài giảng mà được bộ phận văn phòng thâu từ khóa chính quy, xong các vị chỉ nghe hết một lần từ đầu tới đuôi thôi. Ai nghe hết một lần từ đầu đuôi thì giơ tay sư xem nè. Thầy Pháp An ha. An hay Anh Huy? Thầy Pháp An. Ai nữa Phật tử nào giơ tay? Đây 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thấy chưa? Phật tử 7, 8. 8 người. Nghe hết một lần là đã quý rồi. Đó, sư nói thật đó. Theo sư mà thấy quý vị nghe hết một lần từ đầu tới đuôi, nhớ được bao nhiêu nhớ, rồi cái bài nào mà trọng điểm để thi thì nghe thêm lần nữa, hoặc là lần nữa, tối đa 3 lần bài đó. Còn mà tất cả bài mà chỉ cần nghe hết một lần thôi là kiến thức quý vị cũng đã tăng trưởng rất nhiều rồi. Quý vị cố gắng nghe nhiều, noi theo hạnh Ngài Ananda. Quý vị lạy Ngài Ananda, thỉnh thoảng như quý sư là lạy Phật, rồi lạy thập đại đệ tử, là nhớ đến cái công hạnh của các ngài để làm theo thôi. Sự thật á, cái phước nó sanh là không phải do lạy cái tượng nó sanh phước, mà do tâm chúng ta cung kính đến các bậc thánh tăng, mà chính cái tâm chúng ta đã tạo phước, chứ không phải lễ cái tượng Phật bằng đồng, bằng vàng, bằng gỗ quý nó phước đâu quý vị. Không có phước gì trong cái chuyện mà lễ không đó hết á. Nhưng phước là do cái tâm thành chúng ta được biểu thị ra ngang qua thân thể. Chúng ta phải hiểu cho nó thấu đáo điều này. Cho nên quý vị mà có phước chụp các thầy chắp tay sắp có phước vậy, tức là tâm cung kính nó phát sinh. Chính cái tâm của mình mà nó khiến cái thân của mình khom lưng cúi đầu chắp tay trang nghiêm đứng dậy vân vân. Cái đó là nó khiến phước cái gốc của nó là gốc từ tâm sinh, chứ không phải còn cái thân là cái biểu hiện. Dĩ nhiên chính cái thân là cái công cụ nó biểu hiện làm cho cái phước nó viên mãn. Cho nên chúng ta phải hiểu cái gốc rễ. Giống như cái lá vậy, nó sanh đâu phải tự nhiên nó sanh được. Ngắt cái lá khỏi cái cây nó có sanh được không? Nó phải gắn liền với cái thân, cái nhánh. Và cái thân đó nó phải gắn liền với cái rễ. Rễ đèn nó hút cái dưỡng chất, hút nước. Còn cái lá nó cũng có chức năng của nó cũng có khả năng quang diệp, quang hợp tạo nên diệp lục tố.
Nhưng mà cái gốc rễ nếu mà cái lá đó rời khỏi cái thân thì nó sẽ chết thôi. Nó cũng để giữ ánh sáng đó, nhưng đâu có khả năng quang hợp được. Tại vì mà quý vị phải học đạo, người quý vị có thời gian tư duy một chút, chứ đừng có nghĩ rằng học cho xong cái chương trình cử nhân này lấy mảnh bằng ra không làm gì đâu. Các thầy đây cũng chưa cần lắm nữa, chỉ cần ở trong cái hệ thống tổ chức là cần để khẳng định à thầy đó đã nỗ lực học trong 4 năm qua, cái kiến thức ít ra cũng được có cái ngạch để xác định mà thôi, để có khả năng tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức, trụ trì hoặc làm các Phật sự. Chứ nếu mà các thầy mà không có bằng mà giỏi thật sự, có khẳng gọi là đánh cấp như thầy tuệ sĩ, có bị cấp gì đâu. Xin lỗi quý vị, thầy tuệ sĩ có đánh có bằng cấp gì đâu. Quý vị mà giỏi thật sự là không cần bằng cấp này. Nhưng mà đối với chúng ta yếu quá, kém quá nên thôi thì cần cái này chút xíu để nói với đời. À, cũng đã đi học qua vậy thôi. Không thật á. Giờ quý vị giảng sư giỏi còn gì phải giới thiệu tôi là cao cấp giảng sư, tôi là ban quần pháp trung ương. Tôi thấy giảng giỏi hay người ta cứ mời giảng, chứ còn gì phải giới thiệu danh to thiệt to. Đúng không? Nên các thầy cứ là học đạo cho giỏi, tôi cho giỏi, tự khẳng định cái công đức của mình thôi, chứ không phải tùy thuộc vào cái danh vị. Danh vị để cho gọi là nó ổn định xã hội một bậc nào đó, nó có tổ chức, nó có nề nếp, nó vậy thôi. Như vậy thì theo quan điểm của ngài Ananda thì cho rằng là nghe nhiều ha, gìn giữ điều đã nghe, nghe phải nhớ, thọ trì đó là gìn giữ đó. Cho nên quý vị thọ trì kinh á, là tức là nhớ kinh, chứ không phải chỉ đọc là thọ trì đâu nha. Tụng kinh rồi tới trì kinh, trì là giữ, là nhớ, thọ trì là tích tụ điều đã nghe nè. Phải không, phải tích tụ nữa. Nhiều vị ta học khéo lắm, ta xếp lớp hết á. Ngày xưa khi sư hoàng còn nhỏ còn chịu khó, mà giờ lớn lên rồi nhiều việc quá, không có nghìn mé như hồi xưa. Chứ hồi trước khi đi du học là có được mấy cái tập vậy nha. Cái phân loại hết nhóm nào, câu danh ngôn đỡ sẵn, Phật ngôn đỡ sẵn, kinh văn đỡ sẵn, theo nhóm luật, kinh luận gì. Sau khi đi học về rồi cái tư liệu, rồi mấy sư điện bỏ đâu hết mất hết. Những cái tập tư liệu mà cái thuở 4 năm học ở học đường. Cho nên ví dụ mình muốn giảng pháp trích dẫn gì có cái nguồn tư liệu như bây giờ thì nó từ trong đầu nhớ ra. Bây giờ thì may mắn cái hệ thống internet còn lục được. Hồi xưa làm những cái hệ thống internet thì bằng cách là mình phải tích lũy qua cái tập vở vậy đó. Mà quý vị nên tập bây giờ cũng vậy. Bây giờ thì mình còn lục chứ như sư hoàng thấy ông sư phụ giáo hoàng đâu biết, ông đâu biết vi tính đâu. Bây giờ là ông chép hết những cái gì của căn bản, năm bốn phận của người làm chồng đối với vợ, năm bốn phận người vợ đối chồng đi. Ông viết thành câu cú văn chương, ông để sẵn hết tới cái lễ hàng thuận lần lấy ra. Chứ làm sao mà nhớ hết được. Rồi là ăn đám giỗ đám quả cũng như là năm bốn phận người cha mẹ đối với con cái cha mẹ là ông có sẵn hết rồi, ông lấy ra. Ông có mấy tập vậy, tức là bảo bối cả cuộc đời tu tập những cái gì cần phải nhớ. Chứ nhiều khi mình không bảo đảm cái chức của mình. Quý huynh đệ cũng nên học cái này. Giáo hoàng thấy sư phụ mình cũng làm hay thiệt, mình chưa được cho cái điều đó là nên. Bây giờ thì mình ý lại, nhưng mà trong mấy cái bản văn này nhiều khi nó chưa có văn chương. Còn bây giờ sau đó nghiên cứu chắc là phải viết thành văn chương hơn, để khi làm lễ hàng thuận nói phải có câu có cú của Bạch Lạc hơn chứ. Quý huynh đệ hành đạo là bắt đầu nên tích lũy dần là vừa rồi. Còn như ghế sô hòa cũng hơi ý lại, kiến thức cũng lâu nay đọc kinh đọc sách cũng nhiều nên nhớ thôi, có gì nhớ cái đó, nó cũng ý lại đó. Cho nên cũng nên có như vậy. Cho nên những pháp sơ thiện, pháp Đức Phật giảng lúc đầu thiện, giai đoạn giữa thiện, cuối thiện, nó gọi là sơ thiện, trung thiện, hậu thiện. Một thờ pháp các thầy chia sẻ Phật tử là thế nào, giai đoạn đầu, giai đoạn giữa, dẫn nhập, thân bài, kết luận, điều nó chứa cả cái nội dung thiện lành. Văn nghĩa cụ túc, văn giá pháp Đức Phật, văn chương lắm chứ không phải là văn và nghĩa. Nghĩa
nó tương ứng với văn, văn nghĩa đầy đủ chứ không phải văn không. Một số người là có cái chất văn nhưng nghĩa nó không sâu. Nhiều người có cái ý tứ nhưng không có văn chương, ngôn ngữ đưa vào, không ai hiểu được gì. Cho nên người đa văn là phải văn nghĩa đầy đủ hay là văn nghĩa của túc. Nói lên, mục tiêu là nói lên phạm hạnh hoàn toàn thanh tịnh, để nói lên cái giới thiệu cái phạm hạnh hoàn toàn. Những pháp ấy được vị ấy nghe nhiều và gìn giữ kỹ, được lặp lại lớn tiếng, phải trùng tuyên, phải nói to ra để mọi người, để mọi người nghe. Cho nên thỉnh thoảng các vị là nhắm mắt lại đọc kinh to ra bằng tiếng, thử cứ nhớ hèm, nhớ mang máng trong đầu. Nhiều khi nhớ mang máng trong đầu mà lặp ra, đọc ra từng tiếng là đọc trật á. Cho nên được ý tư duy, pháp này phải được tư duy bằng bằng ý, bằng trí, chứ không phải rằng là cái pháp Phật là nhiều người nói tu mà tư duy. Trời ơi, tu phải có chánh kiến với tư duy á. Ai mà nói mà tu mà không tư duy là tu trật á. Cho nên cái pháp bát chánh đạo là căn bản, có chánh kiến với tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp. Ai nói tu mà bỏ cái tư duy, chừng nào để nói đến giai đoạn là ngôn ngữ đạo đoạn, là cái giai đoạn nó thành tựu rốt ráo rồi, nó vượt lên trên ngôn ngữ. Ngôn ngữ không thể diễn bày được cái tâm chứng. Còn bình thường là ý pháp là phải được tư duy chứ, trước khi nó thành tựu đến cái đạo quả, đúng là cái thành cái đạo quả nó siêu tuyệt, thì lúc bây giờ chỉ cảm nhận bằng tâm vào chính bản thân người đó hiểu hơn ai hết. Nhưng mà những cái ý pháp mình học hỏi là phải được tư duy, được trí, được tri kiến khéo quan sát, tức là mình có được cái khung tri kiến của mình, để rồi mình tư duy về những cái lời kia, những lời nói đó có đúng hay không nữa. Cho nên trong cái việc học đúng thì phải tư duy trong mỗi lúc. Ở đây nghe tư và tu luôn, văn tư tu đồng diễn ra trong một thời nghe pháp ở tại giảng đường này. Quý vị đừng chờ đâu tu đâu nữa hết á. Nghe đây là tu nè, nghe đây là tư nè, nghe đây là văn nè. Cho nên văn tư tu chứ quý vị đã không, còn văn thôi chứ không có tư duy. Tư duy tới về chiều hả? Không tư duy đây làm sao nhớ bài. Nhưng mà nếu quý vị khéo ứng dụng là tu tập ngay trong cái giờ này, dĩ nhiên là nó tu tập cả 24 tiếng đồng hồ, nhưng mà mình được cái giờ nào thì quý giờ đó chứ. Cho nên phải ứng dụng văn tư tu đồng diễn ra. Vì ấy thuyết pháp cho bốn hội chúng, xong rồi có khả năng thuyết pháp nữa. Thuyết pháp cho bốn hội chúng tức là tỳ khưu, tỳ khưu ni, cận sự nam, cận sự nữ, tức là cho thiện nam tín nữ và hai chúng tỳ khưu ni. Văn cú viên dung, thuyết pháp cho bốn hội chúng nhưng với văn cú viên dung nữa, lưu loát. Ở chỗ này thêm cái một cái đặc tính nữa là phải lưu loát nữa, cho nói cục cục hoàn hoàn không ai muốn nghe. Rồi với mục đích là gì? Đoạn trừ mọi tùy miên, mọi trừ, đoạn trừ tất cả những cái vi tế phiền não trong tâm. Tùy miên tức là phiền não ngủ ngầm, vi tế chứ còn cái thô gì như là phải đoạn trừ rồi, mà cái vi tế cũng phải đoạn trừ luôn. Như vậy là ngài Ananda phát biểu trước, do ngài Tôn Giả Xá Lợi Phất hỏi. Theo ngài Ananda, một vị tỳ khưu như vậy được gọi là vị tỳ khưu chói sáng khu rừng Gosinga, hay nói cách khác là vị tỳ kheo lý tưởng trong cặp mắt của Tôn giả Ananda. Khi nghe nói vậy, Tôn giả Sariputta nói với Tôn giả Revata: Này hiền giả Revata, Tôn giả Ananda đã trả lời theo sự giải thích của mình. Ở đây nay chúng tôi hỏi Tôn giả Revata, cũng đại khái với nội dung lặp lại, thì Tôn giả Revata trả lời như sau: Tỳ kheo ưa thích đời sống tịnh cư. À, ngài Revata là ngài có cái gọi là thiền định đệ nhất. Qua cách của ngài nè, tỳ kheo ưa thích đời sống tịnh cư, tịnh là ở yên một mình, cư là ở yên mình, vui thú đời sống tịnh cư, không thích giao du dai hết. Rồi nội tâm tu pháp tịnh chỉ, thì tu pháp tịnh chỉ, chữ pháp đây bỏ dấu phẩy đi, cho nên dấu chấm dấu phẩy trong văn học đây, trong kinh điển nó cũng chập chấm sai dữ lắm á. Cái đây cái lỗi của người Morat, cái người mà làm đại tạng kinh, sư phát hiện ra nhiều lắm. Nhưng mà muốn làm cái đại tạng kinh cho nó hoàn hảo là mình phải giờ phải dành ra thời gian đầu tư cùng tham gia, nhiều chỗ bị sót nha.
Nội tâm tu pháp tịnh chỉ, không gián đoạn thiền định. Thiền định không gián đoạn, thành tựu quán hạnh, luôn luôn lui tới các chỗ không tịch. Nói tới đoạn này thì sư nhớ tới bài kinh ước nguyện, bài kinh số 5 trong Trung Bộ Kinh nè. Trong đó Đức Phật có nói đến cái việc mà người mà đời sống thích đời sống tịnh cư, nội tâm là tu tập pháp tịnh chỉ, không gián đoạn thiền tịnh, thiền định, thành tựu quán hạnh, ở chỗ không tịch, thì vị ấy ước nguyện điều gì thì tuần tự nó thành tựu. Cho nên Đức Phật ở gia giảng nó có lý có sự, có trước có sau, viên dung lắm. Nhiều người nói mình tu hoàm ước gì cũng không được, bởi vì mình không thành tựu được cái pháp này. Nhưng mà cũng không phải là lúc nào mình cũng ước được, bởi vì cái phước báo qua la mật mình phải đủ nữa. Cho nên nhiều vị là ước đâu được cầu đâu rồi được đó đó, là cũng nhờ có sự tu tập đó. Cho nên tỳ kheo ưa thích đời sống tịnh cư ở riêng một mình ở trong cái cốc vắng chẳng hạn, vui thú đời sống tịnh cư. Quý vị mà ở tu nhập thất một tuần, 10 ngày, nửa tháng hay 49 ngày rồi quý vị mới thấy, cũng không phải dễ đâu. Cái thói quen của chúng ta là mắt tai mũi lưỡi thân ý nó vọng động, bây giờ bắt nó yên và nó mình không cho cơ hội nó thể hiện, bắt đầu nó nói lầm bầm ở trong não mình á. Mà nếu mình không có tu tập tốt, mình không chuyển hóa nổi á, là nó điên á, chứ không phải giỡn chơi đâu. Cho nên không có giải phóng được những cái phiền não trong tâm của mình. Cho nên mình nói chuyện thấy mình buồn, mình nói chuyện người khác kiếm người nói chuyện nó bớt buồn không? Cho nên cái ngài Revata được mệnh danh là vị tôn giả thiền định bậc nhất trong tăng đoàn. Cho nên ngài trình bày nội tâm của vị luôn tu pháp tịnh chỉ, tức là tu pháp thiền chỉ đó, không gián đoạn thiền định, thành tựu quán hạnh. Cho nên không gián đoạn thiền định nhưng cũng thành tựu quán hạnh, tức là cái thành tựu vipassana. Quán hạnh này là vipassana, tức là chỉ quán xong tu, chứ không phải là chỉ không. Luôn luôn lui tới các chỗ không tịch, tức là thích các chỗ đồng trống, gốc cây, bãi tha ma, những cái chỗ mà yên lặng vắng vẻ. Nhiều vị có khuynh hướng này, nhiều tăng ni và một số cư sĩ về chỗ nào đông người ta không tới, mà chỗ nào núi rừng vắng vẻ, cốc am lặng lẽ, một hai vị sư tu hoặc là chỗ này người kia người nọ người ta lại tới, thì biết rằng là người này có cái căn tánh thích tu thiền. Ở đây ngài Revata đã trình bày quan điểm của mình. Thì cũng tương tự, tôn giả Sariputta hỏi tôn giả Anuruddha, tức ngài Ana Luật, trong tăng đoàn được mệnh danh là thiên nhãn đệ nhất. Lúc mà Đức Phật nhập Niết Bàn đó, thì chính ngài là người theo dõi cái tiến trình tâm của Đức Phật từ sơ thiền lên đến bát thiền, bát thiền trở lại xuống sơ thiền ngài lên tới tứ thiền, ngài nhập Niết Bàn. Đó cũng là một cái bài học không lời dạy lại đệ tử về cái lộ trình tu tập thiền định. Và ngài Anuruddha, ngài đã quan sát lộ trình này, mà ngài nỗ lực ngài tu tập quá cho nên bắt ngài mù. Thưa quý vị, trong vòng cả tuần ngài nỗ lực quyết chí đoạn trừ sanh tử tu tập mà dẫn đến bắt mù luôn. Nên dẫn đến mắt mù ngài không thấy. Đức Phật là hướng dẫn cái phương pháp tu tập thiên nhãn minh, từ đó ngài chứng đắc được cái thiên nhãn minh là toàn diện và tốt đẹp sâu xa hơn ai hết, ngài Anuruddha. Thì ở đây ngài đã trình bày thế nào là một vị tỳ kheo chói sáng khu rừng của Singha. Với quan điểm của ngài là với thiên nhãn thanh định siêu nhiên quan sát ngàn thế giới, chứ không phải một thế giới nha, quan sát hàng ngàn thế giới, thậm chí là một thế giới này giống như một thái dương hệ. Là cho rất nhiều thái dương hệ ở trong vũ trụ này, nó có nhiều sự sống chứ không phải chỉ có một cái trái đất chúng ta không đâu. Chứ
Chúng ta tưởng rằng chỉ có một trái đất chúng ta là duy nhất sao? Mà điều này là khoa học đã được chứng minh, mà Đức Phật đã nói từ lâu. Cho nên với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, với quan sát ngàn thế giới, này hiền giả Sariputta ví như một người có mắt lên trên đỉnh một ngôi lầu tốt đẹp, quan sát 1000 đường vòng xung quanh. Tức là đưa ra một cái ví dụ như dễ hiểu. Cho nên ngài tu tập cái pháp gọi là thiên nhãn thông một cách thuần thục, viên mãn, cho nên ngài trình bày cái quan điểm của ngài. Thì khi nghe nói vậy, tôn giả Sariputta nói với tôn giả Mahakassapa: vậy này hiền giả Kassapa, tôn giả Anuruddha đã nói như vậy thì hiền giả nghĩ như thế nào? Thì lúc bây giờ tôn giả Mahakassapa là đại ca diếp, cho nên là cả có một cái cuộc hội thoại. Nên kinh điển của người xưa là nó mô tả lại, phản ánh lại cái cuộc sống của Tăng già, phản ánh lại những lời chia sẻ đạo lý của Tăng già, chứ cũng không phải cái gì gọi là mà cao siêu đến độ chúng ta không có hiểu. Lời giảng dạy Đức Phật đã đành rồi, lời giảng dạy của các vị thích đệ tử rồi, thậm chí là những chuyến du hành rồi những cái cuộc hội thoại ngắn như đây cũng được ghi lại, gọi là kinh. Ở đây thì tôn giả ngài Mahakassapa nói như sau: tỷ kheo, tự mình sống ở núi rừng và tán thán đời sống ở núi rừng, tại vì ngài Mahakassapa là hạnh đầu đà đệ nhất Bhutanga, một trong những vị mà sống đầu đà đệ nhất trong tăng đoàn, đó là ngài Mahakassapa. Dĩ nhiên nhiều vị sống theo hành đầu đà nhưng không có trọn vẹn, vì trong kinh Đức Phật nói đến một vị tu hành sống đầu đà là có 13 hạnh, thì ngài Mahakassapa là sống rốt ráo nhất. Và trong nhiều bản kinh tương ương tiên tri có nói đến những ai mà thọ trì pháp hành đầu đà là người ấy có khả năng duy trì được mạng mạch của Phật pháp, duy trì bằng mạch Phật pháp. Và đây không phải là cái môn giáo hoàng giảng dạy về lịch sử tông phái trong hệ phái các sĩ tổ sư Minh Quang ra đời ông Xiển Dương cái hạnh này. Ngài Xiển Dương cái hạnh sống đu tinh ga hạnh đầu đà, nhưng hàng đệ tử sâu sống làm nổi thôi. Chứ Ba Nạp này cũng là cái biểu trưng cho hạnh đầu đà. Còn chứ quý vị là 5 điều, 7 điều, ngũ điều, 13 điều, 21 điều, 25 điều, 19 điều, 21 điều, 25 điều cũng là do nó đặt thành cái quy cách chuẩn để phân biệt cái bậc cấp của giáo hội mà hồi đó nó liên hệ đến cái đời sống của vua quan ở Trung Hoa. Vua quan nó có gạch hết, đệ nhất phẩm, đệ nhị phẩm, đệ tam phẩm, đệ tứ phẩm, vân. Cho nên khi mà Phật giáo vào Trung Hoa thì cũng tùy thuận và cái bối cảnh nền văn hóa phong kiến đẳng cấp của thời bây giờ, cho nên một cái chiếc y nó phân ra cấp bậc thôi, chứ còn cái nguyên thủy nó là không có cấp bậc, thì khu như nhau thôi. Vị nào có được tiệm kiếm được vải ngon thì mới rộng rộng, vị nào không có kiếm được miếng vải ngon thì mà kiếm được nhiều mảnh vải phải khâu lại thôi, bình đẳng thôi, chứ không có chuyện mà phải phân biệt là phẩm hàm. Chúng ta phải biết được như vậy, chúng ta không có chấp. Thưa thì quý vị, dù quý vị tu sao, đọc sao, kinh sao cũng hiểu hết á, nhưng không chấp. Nhưng phải hiểu gốc quả, nhưng mà không có chấp. Rất mong quý vị đệ tăng ni Phật tử làm sao đọc kinh hiểu nhưng mà không có chấp, biết gốc ngọn nguyên nhân tại sao, biết hết á, nhưng mà tâm mình nó tự tại. Giáo hoàng hôm qua hôm kia làm được, tự nhiên sao có cái câu thơ nghĩ ra cũng hay: nhậm vận tùy duyên làm Phật sự, thánh thơ tự tại độ nhân sinh. Cho nên mình làm thế nào mình đọc kinh phải hiểu gốc gọn. Chứ ngài Kassapa này sống theo cái hạnh đu tinh ga, hạnh đầu đà, cho nên ngài nói rằng tự mình sống ở rừng núi và tán thán đời sống ở rừng núi, tự mình sống hạnh khất thực và tán thán đời sống hạnh khất thực, mỗi ngày ăn một bữa, ngủ dưới một gốc cây. Đúng là thế giới này là nhà, chúng sinh là quyến thuộc, không có cái trụ xứ gọi là vô trụ xứ niết bàn,
tự mặc y phấn tạo, tức lý ba nạp đó, và tán thán hành mặc y phấn tạo, tức là cái mặc y này phải lấy từ cái dĩ rách quấn các tử thi từ tha ma nghĩa địa đem về giặt khâu nhuộm mê mặc cho mình. Đây là của cái hạnh đời sống tiết kiệm đơn giản. Chứ nhiều khi mình mặc bây giờ các một số vị mặc là gấm là do gì? Do các vị vua chúa cúng dường. Quý vị phải hiểu được như vậy, do các vị vua cúng dường kính quý quá đi. Để quý vị hiểu vậy chứ không phải là các thầy thích bận đâu. Không ai thích bận đó đâu. Nhưng mà giờ do các vị vua chúa cúng dường mà. Vì không bận ta buồn sao? Cho nên bận để mình độ sanh. Quý vị nhớ. Gấm rồi kiểu cọ đủ hết đó là do các vị vua ngày xưa thờ nhà Đường là có cái tử y, tức y màu tím đó, là gửi nhà Đường Thái Tông là trao tặng cho 13 vị đại sư mà thuộc là tử sĩ để giúp cho Đường Thái Tông là bình định đất nước. Từ đó về sau bắt đầu có truyền thống là ban y, hoàng thái hậu ban y, vua ban y, vân 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 vân. Từ đó rồi các thầy lên làm lễ trước vua quan, ta bận áo gấm đẹp không, mà mấy sư mình bận áo đơn giản thanh bần quá, cái nó có vẻ nó không phù hợp với cái bối cảnh triều đình. Cho nên các vị đại thần tướng quốc tâm cúng y với các sư bận cho nó trang nghiêm cho đẹp đó. Từ đó mới có cái nghi mà cúng tế thủy lục trai đàn. À, trai đàn thủy lục rồi cho nên mới có là gấm vóc lụa la này nọ. Quý vị phải học đây, trên này học Phật pháp ở trường nó có cái cơ hội là quý thầy giảng các cái khía cạnh nhỏ gì nó giúp cho quý vị hiểu sâu. Còn bình thường đi giảng pháp mấy chỗ kia quý thầy đâu nói được. Như vậy mặc y phấn tạo và tán thán hạnh mặc y phấn tạo, tự mình sống với ba y, ba y một bát thôi. Bây giờ ba y của bác Tông nó biến thể thành là thành là ba y lớn. Chứ ba y đúng ra là như thế này, đây là y Sengati nè. Thấy không? Rồi một cái nữa là y An Đà Hội nè. Là y dưới nè, y Út Ra Răng là thân giữa nè. Chê trùm ba y thôi. Tức là cái quần của mình, cái áo của mình và cái y ngoài gọi là ba y. Bây giờ cái qua tới Trung Hoa biến ba y thành ba y lớn mật. Được hiểu như vậy cũng là cái biến cách, nhưng mà hiểu đó nó không đúng với lịch sử nguyên ủy của ba y. Nhưng mà bây giờ bên Trung Hoa hiểu vậy, ghi thành sách vậy thì chúng ta cũng ok. Hiểu thì hiểu vậy, nhưng mình biết cái quá trình lịch sử từ ba y của Phật biến thành ba y của Trung Hoa khác nhau. Chứ đúng ra là y An Đà Hội là cái chân của các sư thôi, hay cái quần của các sư thôi. Yếu ra La Tăng là cái áo các sư thôi. Cái Sengati là y khoác bên ngoài thôi. Ba y vậy. Bây giờ biến thành cho hỏi quý vị, ông sư mà dư tiền dư bạc đâu mà đem ba cái y này để sẵn. Hỏi quý vị thờ dượng đâu mà dư giá đâu, đi tìm mà giá dốc rồi tôi cúng ba y để xếp trong túi vỏ, mang đi nặng cho làm gì? Đời sống chưa tăng đi đó đây mà mang ba y thì theo làm cái gì? Ba y lớn làm gì? Quý vị phải hiểu như thế đó. Không có này giáo hòa, không có cái tâm niệm chê bai đã kích gì ngàn, là nhưng với góc độ là học thuật, nghiên cứu, phân tích, chia sẻ cho quý vị thấy. Chứ giờ giáo hoàng là cũng tập cái tâm mình để nhẹ nhàng, đọc kinh phải hiểu kinh cho sâu, hiểu được lịch sử, gốc rễ, ngọn nguồn, nhưng mà không có cái tâm nặng nhẹ hết á. Tự mình sống thiểu dục và tán thán hành thiểu dục, tự mình sống biết đủ và tán thán hành biết đủ, tức thiểu dục tri túc, ít muốn biết đủ. Khó lắm ấy, hành này, đời này, chư tăng này phải ráng giữ cái hành này, giờ khó lắm thưa quý vị. Do bối cảnh nhu cầu Phật chất phát triển, trên sự thật là chúng ta sử dụng cái điện thoại, nó nhu cầu cần phải có, nhưng mà đừng có sang quá. Nó khó coi lắm. Quý huynh đệ tăng ni chúng ta kể còn Phật tử họ làm chuyện của họ. Họ có điện thoại 30 triệu với họ, mình sử dụng điện thoại 5 triệu là nhiều rồi, 2 triệu, 3 triệu là nhiều rồi. Hoặc là mà ít hơn nữa có 500 ngàn triệu gì đó đại khái vậy. Nếu nó sang gì vừa, chứ đừng có mua cái điện thoại 30 triệu, 20 triệu. Hầu đó sư nghe sư không tưởng tượng ra, nhưng bây giờ là hỏi ra là có.
Có chứ, hồi lúc đầu tiên là không tưởng tượng nổi một cái chiếc điện thoại mình, cái máy vi tính của sư là mua không tới 10 triệu để xài mà. Mà cái điện thoại mà 20 triệu. Sợ quá. Mà giờ nghe nói có điện thoại 30 triệu nữa. Hả? 32 triệu. Ôi trời, thấy không? Cho nên đó, quý huynh đệ tăng ni chúng ta. Không thật. Cái này là huynh đệ là trong tinh thần kêu gọi thật. Chúng ta cũng cần có nhu cầu phương tiện. Bây giờ thời đại này mà nó không có cho xài điện thoại chứ hơi khó cho quý vị. Nhưng mà chúng ta phải biết bao nhiêu là vừa. Rồi chúng ta học tiếp, học tiếp, học tiếp. Tự mình sống biết đủ và tán thán hành biết đủ nha, biết đủ thôi. À, tự mình sống độc cư và tán thán hành độc cư. Tu phải biết sống hành độc cư nữa. Cuộc đời ai chưa độc cư phải lâu lâu ở độc cư của mình. Tự mình không nhiễm thế tục và tán thán hạnh không nhiễm thế tục, thấy không? Cho nên giờ làm sao mà làm đạo mà không nhiễm thế tục mới ráng mới giỏi. Làm đạo mà không nhiễm thế tục, cái điều này quý vấn đề phải ráng à. Phải ráng mới được chứ không ráng là không được đó. Rồi là tự mình tinh cần tinh tấn và tán thán hạnh. Tinh cần tinh tấn, tinh cần tinh tấn là một thôi, dùng từ này dùng từ kia nhấn mạnh hơn thôi. Tự mình thành tựu giới hạnh và thành tựu và tán thán sự thành tựu giới hạnh. Phải thành tựu những đại như vậy, từ thấp đến cao, với những cái phẩm hạnh mang tính đạo đức, đến khi đạo đức được viên mãn. Từ đạo đức viên mãn rồi đến tự mình thành tựu thiền định và tán thán hạnh thiền định. Cho nên phải thành tựu được những phẩm hạnh bên ngoài lẫn bên trong, để nó khẳng định được đạo đức viên mãn. Từ đức viên mãn đến tâm viên mãn được. Tâm viên mãn là thành tựu được chánh thiền định. Rồi tự mình thành tựu trí tuệ và tán thán sự thành tựu trí tuệ, tức là sự nhận thức đúng đắn về bản chất của các pháp từ trí của chúng ta. Tự mình thành tựu giải thoát và thành có trí tuệ để mình quán chiếu, để mình không có bị ràng buộc, không bị trói buộc. Mục tiêu chúng ta là vậy mà. Sống giữa đời mà không có bị trói buộc gì hết. Có vẻ trói buộc mà không trói buộc. Mục tiêu chúng ta là vậy, chúng ta phấn đấu. Nhưng mà có những trói buộc đó bên ngoài, có những trói buộc bên tâm, bên trong. Cái tập quán chúng ta, cái gì chúng ta thích làm cũng là cái trói buộc đó. Đó là nghiệp đó, nó trói buộc chúng ta mà. Như sư là sư tự xét, là sư thích coi phim rồi đó, cũng là cái nghiệp, cũng là cái nghiệp đó. Nhưng bây giờ đỡ rồi, giờ không đâu còn thời gian. Nhưng mà hồi xưa trẻ, lúc hai mấy tuổi, mình tự biết cái nghiệp của mình. Nhiều người là thích coi bóng đá cũng là nghiệp, cũng là một cái dạng phóng dật mà trong tâm. Bóng đá mà ai cũng còn tập nghiệp hết á. Mình xin sám hối với cố hòa thượng thích Minh Châu, đâu cũng thích coi bóng đá nữa. Cái này vậy mà nói cái nghiệp của mỗi người, mình tự biết mình lo. Cái đó nói thật. À, cố hòa thượng cũng thích coi bóng đá, nhưng mà coi bóng đá ngày ngày cho coi, nhưng mà ngày kêu là không được la. À, vô cái vô nữa cũng không được la. Vô thấy vậy thôi, nhưng mà không được la. Mà thật ra coi bóng đá mà sướng nhất là lúc nó vô là mình muốn người ta la lên chứ. Nhưng mà không cho la. Nó nghĩa rằng là cũng thích thì thích đó, nhưng mà cũng kiểm soát. Đó, mình thấy như thấy vẫn kiểm soát được. Cố vào thằng Minh Châu nè. Sự nhớ có hồi sự học ở đây khó ba. Có một lần nọ tới giờ tới cũng Euro Cup gì đó. Đại khái tăng ni thích coi bóng đá là thưa hòa thượng, tới dù thượng ở thôi chờ nghỉ. Hòa thượng nhưng cũng đi coi luôn. Nhưng mà giá như mà sinh viên không thính thì chắc ngày cũng đi vậy. Mà lên thích quá thính ôn nó ờ, nhưng mà cho coi á, nhưng mà không có được không có được la. Vô không được kia la vô. À, mà quý mà giúp hoàng đang nghiên cứu là nghĩ rằng là cái trạng thái của cái người mà coi bóng đá thích là ở chỗ mà lúc nó vô á, rồi cùng nhau la vô vô đó. Rồi giống như quý vị mà nó uống rượu được cho say á, cái mục tiêu tôi uống rượu để tôi say, tôi quên sự đời, hoặc là nó hưng phấn nó lân lân. Mà uống rượu mà không có cho say nó đánh nó chát không à, biết ta đánh chát, hưởng cái đánh chát mà không cho say cũng kẹt cho người ta. Cho nên mình nói đừng uống rượu đừng say cũng là khó cho người khác á. Uống rượu mà đừng cho say là cái khó cho người khác chứ không phải dễ đâu á.
mục tiêu uống rượu là để say, và nó mới đầu nó mới lăn lăn, nó lăn lăn, và giờ đây là không say là không lăn lăn rồi. Cho nên nhiều khi mình hướng dẫn Phật tử nói nhớ uống, uống đừng say nghe, mà họ làm được là khó, khó lắm chứ không phải dễ đâu. Mình phải hiểu như vậy thì mình mới thấy rằng ai mà làm được như mình kể ra họ cũng đã giỏi rồi. Như vậy ngài A Nan, ngài Sariputta hỏi ngài Mahakassapa, ngài Mahakassapa trình bày rằng vị ấy thành tựu trí tuệ rồi thành tựu giải thoát và tán thán sự thành tựu giải thoát, rồi tự mình giải thoát tri kiến và tán thán sự thành tựu giải thoát tri kiến. Đây là năm phần hương công đức. Cho nên là quý vị đọc bài là bài dân hương đó, giới hương, định hương, giữ, giữ tức là và đó. Chứ không phải giữ là giữ, gìn giữ đâu. Giữ huệ hương, giải thoát tri kiến hương. Cho nên năm phần hương công đức này, sự thật chúng ta cúng dường lên Tam Bảo Đức Phật là năm phần hương công đức này, chứ không phải ba cái khói nhang nó khét lẹt hoặc là trầm hương nghi ngút kia đâu. Cái hương, hương trầm này làm sao bằng cái hương chiên đa, cái cõi trời. Nhưng mà thôi thì cái lòng thành chúng ta phải mượn chút nén nhang biểu thị lòng thành vậy thôi. Nhưng cái, do, nhưng cái công đức thật sự dâng lên cúng dường Tam Bảo là năm phần hương này, là quý vị phải nhớ. Như vậy thì sau khi hỏi ngài Mahakassapa rồi, thì tôn giả Sariputta hỏi ngài Moggallana: này hiền giả, chúng ta nói lược vào đoạn đó đi. Thì tôn giả Moggallana mới trả lời: hai tỷ kheo đàm luận về Abhidhamma. Như vậy thì khái niệm Abhidhamma quý vị đã thấy đã xuất hiện trong này, nhưng nó chưa thành một cái hệ thống gọi là văn điển. Nó chưa trở thành một hệ thống mà nó chỉ là một cái khái niệm. Abhidhamma là diệu pháp, là bàn luận về những vấn đề mang tính tế nhị mà chỉ có những người trí thấy được. Nhưng thờ Phật chưa có phân loại về cái thế nào là Abhidhamma. Chưa có một luận thư nào thuộc Abhidhamma hết. Quý vị phải nhớ điều này. Nhưng mà khái niệm về Abhidhamma đã có. Các vị ấy hỏi nhau câu hỏi, và khi được hỏi, các vị trả lời được với nhau chứ không dừng lại vì không trả lời được, và cuộc đàm luận về pháp được tiếp tục. Như vậy là cái việc mà Abhidhamma là gì? Là những cái ý pháp được các tôn giả chia sẻ lẫn nhau. Và trong thời Đức Phật cũng vậy, nhiều lần Đức Phật giảng pháp mang tính khái lược, tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Mục Kiền Liên, tôn giả Ananda trình bày giảng giải chi tiết về những gì Đức Phật đã giảng. Đó là hình thức luận thư đầu tiên trong văn điển Phật giáo. Hình thức thứ hai, luận thư trong văn điển Phật giáo như là kinh Phúng Tụng, kinh Thập Thượng trong Trường Bộ Kinh, là mang hệ thống pháp số. Này các tỳ khưu, thế nào là một pháp cần phải đoạn trừ, một pháp cần phải tu tập, cho đến 7 pháp, 8 pháp, 9 pháp, 10 pháp chân lên, mang tính pháp số mà nó thuộc về hệ thống chặt chẽ. Đó là luận thư thứ hai trong văn điển Phật giáo. Luận thư thứ ba, tính giai đoạn mà văn học Phật giáo nó thành ba tạng, thì Kathavatthu cũng là cái dạng là vấn đáp để phân tích những điểm đúng sai về các quan điểm nhà Phật đã luận thư. Đã quý vị thấy không? Đến từng dần dần luận thư được hình thành, nhưng cái thuở ban đầu, ban sơ chỉ có khái niệm Abhidhamma đã xuất hiện. Ở đây ngài Mahamoggallana qua đây chúng ta thấy rằng ngài không những là thần thông đệ nhất, mà ngài đã trở thành là người đại diện cho trường phái Abhidhamma đây. Nhưng mà rất tiếc ở trong kinh văn phần lớn ta mượn hình ảnh ngài Xá Lợi Phất với ngài Văn Thù không à, ta không có mượn cái hình ảnh của ngài Moggallana. Trong kinh văn, trong luận thư của Theravada, rồi luận thư của Savatthivada, luận thư của truyền thống đại thừa đều mượn hình ảnh của ngài Sariputta và mượn hình ảnh của ngài Văn Thù Sư Lợi, chứ không có mượn hình của ngài Mahamoggallana. Mà trong đây ngài Mahamoggallana, ngài không có nói đến cái thần thông biến hóa, mà ngài nói đến cái quan điểm của ngài, một vị tỳ kheo lý tưởng, là vị tỳ kheo có
thể trả lời giải thích một cách thông suốt các vấn nạn của huynh đệ đồng tục. Như vậy thì sau khi tôn giả Xá Lợi Phất hỏi ngài Mahamud Kalana xong, thì tới phiên ngài Xá Lợi Phất là người cuối cùng, cho nên là tôn giả Mahamud Kalana mới đặt vấn đề. Vậy thì quan điểm của tôn giả, của hiền giả như thế nào đây? Thì ngài Xá Lợi Phất có trình bày quan điểm của mình. Ngài nói rằng tỷ kheo đều phục được tâm, chứ không phải là tỷ kheo không điều phục được tâm. Vị tỷ kheo ăn trú quả nào vị ấy muốn vào buổi sáng, hay vị ấy muốn ăn trú quả thì vị ấy có khả năng ăn trú cái quả ấy vào buổi sáng. Thì cũng tương tự, vị ấy muốn ăn trú cái quả vị nào vào buổi trưa, buổi chiều thì vị ấy có khả năng ăn trú cái quả ấy. Nghĩa là đã thành tựu rồi thưa quý vị. Còn như chúng ta muốn ăn trú quả vị nào thì ăn trú được không? Ăn trú được không? Sư xin thưa là sư cũng chưa. Không. Quý vị chắc được quá. Được không? Chưa đâu. Ở đây cái tiêu chuẩn, cái lý tưởng, cái hình ảnh mà vị tỳ kheo lý tưởng theo tôn giả Xá Lợi Phất là vị tỳ kheo điều phục được tâm của mình. Thật ra cái quá trình tu là điều phục tâm khó quý vị. Nó mừng giận buồn vui thương ghét muốn đủ hết. Nói đến cái chuyện học không mà cái người sư có con đệ tử đó, lúc thì học muốn học Thái Lan, lúc học Miến Điện, lúc học muốn Ấn Độ, lúc thì học ở Đà Nẵng, lúc học ở Sài Gòn. Mà chỉ kiếm muốn học không đó mà học không biết bao nhiêu chỗ. Đó là nói chuyện học, chuyện tu, đứng núi này trong núi nọ. Dĩ nhiên đi tầm sư học đạo nó khác với cái tâm mà vọng cầu. Quý vị phải phân biệt cái chỗ này. Tầm sư học đạo khác với cái tâm vọng cầu, cái tâm mới lăng xăng, đứng núi này nó trong núi nọ. Người xưa nói là cứ đào giếng không sâu làm sao có nước. Muốn có nước là phải đào giếng cho sâu chứ. Ở chỗ nào phải nghiên cứu rốt ráo tu tập đó mới có kết quả chứ. Chưa tu gì hết cái bò đó chỗ khác làm sao mà hiểu được cái truyền thống pháp môn được. Cho nên cái chuyện điều phục tâm rồi an trú quả vị như tâm ý của mình mong muốn không phải dễ đâu thưa quý vị. Như vậy theo ý của ngài tôn giả Xá Lợi Phất, sau đó ngài đưa ra cái dẫn dụ giống nhà vua có nhiều tủ áo, muốn sáng bằng áo gì bận, trưa bằng áo gì bận gì thì dĩ nhiên phải có mới bận chứ. Như mình có đâu mà bận, như sư muốn bận áo nhà vua, sư cái áo vua đâu bận. Ví dụ vậy đi, vừa giống như sư có là 100 cây vàng cho nên hôm nay sư sử dụng 5 cây sư làm việc này, chứ trong lòng trong tủ sư không có cái xu nào làm sao mà muốn được. Chứ quả vị cũng vậy, mình chưa có quả vị nào thì thôi. Nhưng mà cái lý tưởng của ngài Sariputta là điều phục được tâm của mình. Sự thật trong quá trình tu điều phục tâm không phải đơn giản đâu. Quý vị nghĩ đơn giản thôi chứ. Ai đã tu thật sự rồi thấy cái chuyện điều phục tâm nó thiên nan vạn nan. Không, mấy cô lớn tuổi kinh nghiệm, mấy vị bác lớn tuổi có kinh nghiệm thấy điều phục tâm mình vậy không? Vậy nhưng mà mình khi dạy con, mình bắt con, mình phải theo mình ngay à. Mình điều phục tâm mình không nổi, chứ mà cứ kệ con là phải áp chế, bắt buộc nó phải theo nghe, không nghe là mình là càm ràm, phiền não, rồi đánh đập chửi mắng đủ hết. Vậy con nhớ vậy từ từ. Vậy nhớ vậy từ từ. Vậy trò cũng nhớ vậy từ từ. Nhiều khi mình vội vã quá đang thất bại, sư cũng vậy thôi. Cái này cũng là chia sẻ với huynh đệ đó. Đây là Phật học ứng dụng. Thực tế mình thấy nhiều khi mình gấp gáp quá, thất bại hoài. Như vậy thì sau khi đó, rồi các vị mới sau khi chia sẻ xong rồi, mới đi đến, sau đó mới nghe Đức Thế Tôn ở cái chỗ đó, thì các vị mới cùng nhau đi đến và trình bày hết lại cái toàn bộ nội dung. Như vậy cái phần còn lại là cái phần trình bày lại nội dung y chang. Những gì là từ các vị gặp nhau như thế nào, đến chia sẻ pháp thoại làm sao, mỗi người phát biểu làm sao vân vân, cho Đức Thế Tôn nghe. Rồi hỏi bạch Đức Thế Tôn, như vậy vị nào đã khéo trả lời câu hỏi mà do tôn giả Sariputta đặt ra? Thì Đức Phật trả lời như thế nào đây? Tất cả đều lần lượt khéo trả lời.
Hay không? Đức Phật nói tất cả đều lần lượt khéo trả lời hết. Đức Phật chứng minh cho hết. Và này các ông, hãy nghe ta nói hạng tỳ kheo nào có thể làm sáng chói khu rừng Gosinga. Ở đây, này Sariputta tỳ kheo Sa Quỳ An, theo Đức Phật nè. Đây là quan điểm Đức Phật nè. Đức Phật đã chứng minh tất cả đều khéo trả lời hết rồi đó. Không có ai trả lời sai. Vậy thì Đức Phật nói, tỳ kheo Sa Quỳ An, sau khi đi khất thực về, ngồi kiết già, lưng thẳng, đặt niệm trước mặt, và nghĩ rằng ta sẽ không bỏ ngồi kiết già này cho đến khi tâm của ta được khéo giải thoát các lậu hoặc, không có chấp thủ. Đối với Đức Như Lai thì cái chỗ này các vị tỳ khưu ai chưa trả lời nên Đức Phật có lẽ bổ sung. Một vị tỳ khưu như Pháp nuôi mạng chân chánh, phải không? Tức là khất thực đó, cái thời xưa nhưng bối cảnh bây giờ khác rồi. Bối cảnh bây giờ mà đi giữ hành khất thực suốt chắc cũng hơi bị khó. Cũng được, nhưng mà ở miền quê rồi chút đỉnh, chứ còn mà ở thành phố mà suốt thì phải có cái chủ trương giáo hội. Chứ nếu không có chủ trương giáo hội có vẻ nó đơn lẻ quá. Rồi giáo hội lại cấm không cho đi nữa. Nói là do các nhà sư giả. Nhưng mà giáo hoàng nghĩ rằng phải cho các nhà sư thiệt đi để đồng bào biết đó là giả. Chứ bây giờ không cho nhà sư thiệt đi làm sao biết đó là những nhà sư kia giả. Bây giờ giống như đồng tiền, người ta lý luận hay quý vị, ta nói bây giờ có người đồng tiền thiệt phát hành rồi, nhưng rồi có người ta là làm đồng tiền giả. Như vậy bây giờ cấm những người xài tiền thiệt, không cho xài tiền thiệt để bắt những người xài tiền giả sao? Có vị lý luận đúng à? Giáo hoàng thấy lý luận này đúng, cho nên phải cho nhà sư thiệt đi để mới biết rằng ông này thiệt, ông kia giả. Chứ bây giờ không cho ông thiệt đi sao biết ông giả được? Đâu biết là giả thiệt đúng không quý vị? Phải cho ông thiệt đi thì mới biết ông giả chứ. Cái chỗ này là quý vị tăng ni đây, sau này về lãnh đạo nhớ cái câu chuyện này để mình cân nhắc trong cái việc mà mình ra những cái quy chế thông tư này đó. Bây giờ không cho các sư thiệt đi luôn là bây giờ làm sao mà biết được ông giả? Ông giả ông cứ đi, không cho ông cũng cứ đi đó. Cho nên ở đây Đức Phật nói các vị tỳ khưu đi khất thực về, ngồi chánh niệm trước mặt, ngồi kiết già, lưng thẳng, ăn trú niệm, đây là cái quá trình để đạt được sự giác ngộ. Phần lớn các vị trình bày là trình bày cái sở chứng của mình, còn Đức Phật đây là nói luôn cả cái giai đoạn trước khi chứng đạo. Một vị tỳ khưu lý tưởng không nhất thiết là phải sau khi chứng đạo, mà phải ngay khi còn là đơn tu tập, là vẫn giữ được cái giới, ví dụ nuôi giữ giới chánh mạng chân chính, sau đó là bắt đầu về ngồi kiết già thiền định, tu tập phát nguyện tinh tấn. Nếu không đắc đạo chứng quả, không giải thoát khỏi các cái lậu hoặc thì không có rời khỏi cái bộ đoạn này. Ồ, cái vị này cũng phải đơn giản đâu, mình làm 5 phút mình bỏ đâu chừng quá. Quý Phật tử đi chung đi tu chân ngữ sư rồi, sư cho có 15 phút thôi cũng đau chân rồi. Mà đây Đức Phật còn kiên quyết nói rằng là ta sẽ không bỏ ngồi kiết già này cho đến khi tâm của ta được khéo giải thoát, được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không có chấp thủ. Được như vậy mới là một vị tỳ khưu lý tưởng của Đức Phật. Nhưng Đức Phật cũng không phải vì vậy mà Đức Phật phủ nhận hết 6 quan điểm của các vị tỳ khưu kia. Nhưng Đức Phật bổ sung để nói đến cái tiến trình từ phàm đến thánh mà một vị tỳ khưu cần phải có. Chỉ như một vị mà đã đắc đạo rồi thì ta đâu có trở ngại chị mà ngồi kiết già đứng thẳng chánh niệm trước mà cứ đến tự tại như đó rồi. Nhưng đây là nói đến cái tiến trình từ chưa đắc đạo để thể hiện cái sự quyết tâm của mình đi đến giải thoát giác ngộ. Thì Thế Tôn thuyết như vậy, các tôn giải hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Thưa quý vị, qua bài kinh này chắc có lẽ rằng có nhiều bài học cho quý vị. Đây cũng là một cái câu hỏi để quý vị tư duy và cũng có thể áp dụng cho thì. Bài kinh này cũng bài kinh về giữa dễ hiểu mà cũng quý vị có thể nhận định được, đâu có gì khó khăn đâu. Bài kinh sâu khó nhiều lần, bài kinh này rất dễ hiểu và quý vị có thể nhận định, quý vị học hỏi được cái gì trong cách ứng xử giữa Đức Phật, quan điểm Đức Phật với quan điểm các đệ tử và cách sống với nhau trong tăng đoàn. Quý vị làm được không? Thừa sức
kết quả vừa rồi phần lớn là tăng ni Phật tử lên bài được hết mà, đúng không? Hả? À, thì chưa chấm nhưng mà là được biết dân phòng phản ánh về là các chị làm bài được hết á, cho nên rất là mừng. Cho nên bài kinh này cũng là một cái bài kinh quý vị cần phải lưu tâm, để qua đó để quý vị rút tỉa ra được cái kinh nghiệm ứng dụng trong cuộc sống tu học như thế nào, bớt xung đột những cái quan điểm cá nhân tranh chấp, tạo nên cái sự hòa hợp cho cuộc sống này. Thôi chúng ta nghỉ giải lao 15 phút, chút nữa chúng ta học bài kinh khó hơn, khỏi hồi hướng. Mô Phật.